thưa đại diện Vinfluka, thưa các nhà phân phối, thay mặt ban giám đốc công ty, một lần nữa tôi xin nhiệt liệt chào mừng toàn thể các quý vị khách quý, các anh chị em đã có mặt tại buổi tổng kết năm của công ty Thanh Trang năm 2018. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt ban lãnh đạo công ty, thay mặt toàn thể anh em kinh doanh của Hà Nội, xin được có đôi lời chia sẻ về kết quả kinh doanh năm 2018. Quá trình phát triển của công ty Thanh Trang tại thời điểm này là 4 năm, cũng có những lúc thăng trầm, cũng có những lúc đi lên. Tuy nhiên, bên cạnh tôi có toàn thể các anh chị em có mặt ngày hôm nay ở đây, đại diện hỗ trợ đến từ vùng khác và toàn thể anh chị em khách hàng thân thiết trên khu vực cả nước. Thay mặt ban giám đốc công ty, tôi chân thành cảm ơn sự hiện diện của các chị, sự đi vượt đường xá xa xôi cũng như gia đình, công việc của các cái công ty khác đã có mặt với chúng tôi ngày hôm nay ở đây. Kính thưa các quý vị, cùng toàn thể anh em công ty Thanh Trang. Thanh Trang là một thương hiệu nhập khẩu và phân phối dòng sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, và trong tương lai chúng tôi sẽ có thuốc trên thị trường Việt Nam. Tuy là một doanh nghiệp đang còn rất là non trẻ ở trên thị trường ngành dược chúng ta nói chung và thị trường thực phẩm chức năng nói riêng. Tuy nhiên, 4 năm phát triển là một cái chặng đường không hề dài cũng không hề là ngắn. Cùng với sự nỗ lực của anh em Thanh Trang, chúng ta đã đưa thương hiệu Thanh Trang đến gần hơn với người tiêu dùng, gần hơn với khách hàng trên cả nước, gần hơn với tất cả các khách hàng trong và ngoài nước, có những khách hàng chúng ta đã vươn tới xa hơn. Và trong bối cảnh thị trường dược mỹ phẩm đang bị bão hòa, rối loạn giữa hàng kém chất lượng và hàng nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thì Thanh Trang đang công cuộc xây dựng và phát triển để đưa thương hiệu đi lên trong một thời gian ngắn như vậy là một thách thức rất lớn đối với cán bộ công nhân viên Thanh Trang. Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống Thanh Trang đã không ngừng nỗ lực, nghiên cứu, phấn đấu để mang đến kết quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh năm 2018 với tốc độ tăng trưởng lên đến gần 50% so với 2017. Đây là một con số để hôm nay chúng ta đáng để tự hào. Kính thưa các quý vị, cuối năm là lúc chúng ta nhìn lại thành quả một năm, và hôm nay trong không khí tưng bừng của buổi lễ gala tổng kết năm 2018, chúng ta ghi nhận lại thành quả một năm tập thể đội ngũ Thanh Trang. Nhân dịp Tết đến xuân về, nhân danh cá nhân và ban giám đốc công ty Thanh Trang, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể cán bộ nhân viên công ty, các nhà phân phối, đại diện hãng và những người anh, người chị, người bạn, người em đã tin tưởng, giúp đỡ, đồng hành và lắng nghe những chia sẻ của tôi và chung vui với mọi hoạt động của công ty trong năm vừa qua. Hơn ai hết, tôi hiểu thông cảm cho mối quan tâm lo lắng về sản phẩm, về thị trường, về đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, chúng ta đồng hành cùng nhau để làm nên năm 2019 rực rỡ hơn. Những kết quả tốt đẹp và niềm vui đó khó trọn vẹn trong ngày hôm nay nếu như không có sự tham gia đóng góp của cá nhân. Cùng tôi đã trải qua một năm 2018 đầy biến động và khó khăn. Kính thưa quý vị, nhìn lại một chặng đường năm 2018 của Thanh Trang, về mục tiêu lớn mà Thanh Trang đang hướng tới và phấn đấu, đó là đưa nhãn hiệu sản phẩm từ Xuân Văn Áp đến rất nhiều người tiêu dùng trên khắp cả nước. Trước đây, đây cũng là ước mơ của chúng tôi và của các bạn và của đại diện hãng Vitaluca. Dù biết đó là mục tiêu vô cùng khó khăn và gian khổ, tuy nhiên tôi tin với sự nỗ lực của tập thể anh chị em công ty Thanh Trang, các nhà phân phối và sự hỗ trợ đến từ hãng thì chúng ta có thể làm những điều tốt hơn nữa trong những năm tiếp theo. Và tôi tin rằng bên cạnh các anh chị, các bạn của chúng ta có hàng trăm hàng ngàn các điểm bán lẻ, hàng trăm các anh chị em đang ngày đêm làm việc ngoài thị trường, thì mọi thành công của năm 2019 và những năm tiếp theo trong tương lai, tôi tin tưởng Thanh Trang sẽ là một thương hiệu mạnh trong việc phân phối sản phẩm thực phẩm chức năng cũng như thuốc trên thị trường ngành dược và thị trường thực phẩm chức năng Việt Nam nói chung. Hôm nay tôi thực sự hạnh phúc và vui mừng khi được đến tận đây chúc các bạn, các anh chị, những con người nhiệt huyết và khát khao khẳng định bản thân mình trong cuộc sống. Tôi mong và tin tưởng rằng trong những gương mặt này sẽ cùng nhau làm nên thành tích của Thanh Trang trên thị trường dược Việt Nam. Và ngày hôm nay trong không khí tưng bừng của buổi họp mặt gala hai miền Nam Bắc năm 2019,
đoàn kết, thân ái chào mừng xuân Kỷ Hợi 2019. Thay mặt ban giám đốc công ty Thanh Trang, thay mặt đại diện hãng, thay mặt anh chị em toàn thể công ty Thanh Trang, một lần nữa tôi xin phép được gửi lời chúc sức khỏe, chúc tài lộc, chúc thành công, hạnh phúc đến toàn thể anh chị em có mặt ngày hôm nay. Tôi hy vọng đây là một kỷ niệm đáng nhớ để anh chị em ghi nhận dấu ấn của Thanh Trang năm 2018.